Hello, xin chào anh em đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Trong video này, Cương lại tiếp tục chia sẻ với anh em cái bộ siêu phẩm về trường kỷ chọn vân này anh em nhá. Như Cương đã chia sẻ với anh em rồi thì như bộ trường kỷ này là Cương xẻ từ một cái cây gỗ mà đáng ra Cương để làm chiếu ngựa, nhưng mà Cương thấy cái vân của nó xẻ theo chiều bệnh ngang như vậy thì là nó sẽ được cái vân đẹp, thì Cương đã lựa ra lấy hai bộ trường kỷ như này. Đấy, còn vẫn đang bớt lại 2/3 khung gỗ cơ. Đấy, thì cái này, bộ này thì Cương muốn nói ở đây thì nó là về cái vân gỗ thôi, là đẹp, thích hợp cho anh em là sưu tầm và ngồi chơi anh em nhá. Bộ này thì Cương muốn chia sẻ anh em về cái kích thước của nó là chiều dài nhá. Cương đo về cái vai giường này là được vào đi 2m1. Phủ bì của nó cả cái vai tựa ở dưới đây là cộng thêm 10 phân nữa là vào 2m2 anh em nhá. Về cái chân của nó là chân 7 phân rưỡi này. Rộng phủ bì là 61 anh em nhá. Nếu mà kể cả cái vai uốn đây nữa thì nó vào 769. Chiều cao của cái trường này là cao vào 50. Đấy là thông số của cái trường này thì về độ rộng của mặt là độ sâu là vào đi 55 phân rưỡi anh em ạ. Mặt là 2 phân đậu luôn. Còn về cái tíu của nó rộng 60, dài vào đi 1m46 và cao vào đi là 80 phân. Đấy, 80 phân anh em nhá. Chân của tíu này là chân vuông 6. Đấy, chia sẻ với anh em cái thông số của bộ trường vân đẹp nó là như vậy. Còn em quay cho anh về cái vân gỗ một chút. Đây, em chọn cái góc quay nào nó sáng nhất để quay chia sẻ anh em từ cái vân gỗ. Thực ra là cái cây gỗ này Cương chia sẻ với anh em là Cương xẻ ra từ một cây đấy anh em nhá. Lựa từ một cây thì nó được đều gỗ như này thì nó sẽ xuống màu thì sẽ đều. Đó là cái điều Cương thực sự là muốn chia sẻ với anh em cái bộ trường vân nó VIP như thế này. Anh em nhìn này, những cái ván, cái vai đều là lựa vân hết, tuyển chọn hết đấy. Hai tấm đây này, hai cái bộ trường kỷ này cực kỳ là đẹp luôn. Để nó có ngót ra một tí nào đâu anh em. Đấy. Đây, em quay này. Gầm sàn tất cả là đều dày dặn hết. Đây là trường đóng ở nhà đóng ra anh em nhá. Ở nhà pha gỗ ra thợ trực tiếp làm đấy. Đấy. Rồi mình sẽ kiểm soát đầu ra đầu vào cực kỳ là đẹp luôn. Đây anh em nhìn cái mặt vân tíu này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Anh em nào mà quan tâm về gỗ, một bộ trường kỷ, Cương nhấn mạnh luôn đây là bộ trường kỷ là gõ đỏ Pachi chọn vân anh em nhá. Còn bộ bình thường thì nhiều lắm, hà lúc thì dăm 10 bộ nháy mắt cái là xong. Còn như bộ này thì thực sự là nó là cả một vấn đề phải lựa chọn thì mới ra được anh em nhá. Thì đó là những điều Cương chia sẻ anh em ở trong video này. Anh em nào quan tâm về gỗ gõ đỏ Pachi, về một bộ trường kỷ vân VIP thì anh em hãy follow cho Cương, hoặc là bộ trường kỷ vân thường thì Cương cũng có anh em nhá, đầy đủ hết, đều để có mọi sự lựa chọn để anh em lựa chọn. Còn điều Cương nhấn mạnh ở đây thì vẫn là cách nhận biết về gỗ thôi anh em ạ, về mặt vân gỗ, để anh em ra ngoài kia anh em mua được hàng nó chuẩn, đúng chất lượng để anh em phù hợp vào ngôi nhà của mình. Đó là cái điều phù hợp Cương muốn chia sẻ anh em. Tiền trong túi anh em phải biết cách tiêu để cho nó xứng đáng với lại cái chất lượng mình mong muốn. Đó là Cương thực sự là muốn chia sẻ anh em điều đó. Anh em chưa rõ thì hãy follow kênh Cương, hãy ý kiến cho Cương cái điều anh em chưa rõ để Cương chia sẻ anh em kỹ hơn. Cảm ơn Cương, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.